bình luận như thế này đây nè. Của bạn xin nè, làm con rơ hi ha ram đi chị, cho nó khó chị giùm mi ơi. Con rơ hi ha ram đi chị, khó lắm đó e. Thích chị luôn đố chị dám làm con rơ hi ha ram. Em thích chị giả làm con rơ hi ha ram đó. Các bạn thấy không, quá nhiều bạn comment kêu tôi là giả làm con rơ của hi ha ram đi. Liệu sẽ như thế nào đối với bạn? Tôi thấy cũng rất là khó khăn, nên là bây giờ tôi sẽ đi gặp anh hi ha của mấy bạn đây. Anh hi ha đâu rồi? Được rồi được rồi, lên đường đi gặp hi ha thôi mấy bạn ơi. Hi ha ơi, hi ha, tôi qua tìm ông đây nè. Trời ơi, con rơ của hi ha ram này sẽ như thế nào? Có mấy bạn có thắc mắc giống mình không? Mình cũng thắc mắc quá à. Không biết con rơ của nó thì nó có ác nó giết luôn mình không nữa, mình sợ quá. Hello, tôi đang tập thể dục đó bà nội. Trời ơi, tập thể dục kiểu gì mà nhìn lạ dữ vậy cha nội? Trời ơi, đó là một bài tập thể dục mà năm 2024 người ta tập đó. Bây giờ 2024 rồi, 2023 ai tập kiểu đó nữa? Lạ dữ trời. Ê, nói nghe này ha, hôm nay tôi đọc được khá là nhiều bình luận đó. Ông đi qua nhà tôi đi, theo tôi, nhanh lên, nhanh lên. Thế nè, bình luận video của bà thì mỗi ngày người ta bình luận mà, có gì đâu thú vậy. Lạ nữa. Nhưng mà tôi đã gom được những cái comment này, nhanh lên, nhanh lên. Rồi comment gì nữa, đừng nói chơi mấy cái trò ma quỷ nữa nha. Sợ trời lắm ơi, đó. Không có mấy cái trò ma quỷ đâu, trời ơi, chơi ma quỷ thì nói chi nữa, cái này nó còn khó hơn ma quỷ nữa. Cái gì vậy? Làm con rơi hi ha bờ ram đi chị, cho nó khó chị giúp mi ơi. Đó, rồi. Thấy chưa, tôi kêu ông qua đây là để mấy con rơi hi ha bờ ram đó. Đi chị, khó lắm nó nhè hè, thách chị luôn á. Ơi, cứ mỗi lần người ta thách cho bà cái gì, cái là bà tham gia. Trời bà ơi, không biết là nó nguy hiểm hả? Đúng không, các bạn không tham gia sao mà được, hi ha ram đen rất là hot. Trời ơi, nhưng mà nó ác độc lắm, nó đã giết hi ha nightmare rồi đó. Thiệt hại nó đi, nhưng mà ông cho tôi làm giả là cô rơ hi ha ram đi, năng nỉ ông luôn, năng nỉ ông luôn á. Trời ơi, hi ha nightmare chết rồi mà bây giờ bà còn đòi làm giả con rơi của nó. Bà bộ bà không muốn định chết giống như nó hả? Không có ý định chết đâu, nhưng mà cho tôi giả làm con rơ của nó đi, tôi muốn làm thử thách của các bạn. Các bạn đã đặt ra thì tôi phải làm chứ, sao tôi có thể để yên như vậy được. Ê, trời ơi, nguy hiểm lắm á, nhìn ấy đi chắc chưa đi? Lý này chắc rồi, lý chắc 100%. Về nhà ông đi, thay đồ cho tôi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi là trời, làm con rơi của ai không làm. Làm ngay thằng Hia Bram này, nó là siêu đáng sợ, nó siêu mạnh, siêu hung ác luôn. Ê, trời ơi là trời, trai làm tuổi trẻ quá. Trời ơi, có gì đâu mà sai lầm trời. Nhà trang trí cho tôi đi, cho tôi giả làm con rơi của nó thì coi coi có sai lầm hay không. Đỡ sai lầm thôi, mình làm lại. Cuộc đời mà mình phải tham gia những thử thách khó khăn cho ống chứ, mì mới là chết luôn đó, chứ làm gì có cơ hội để làm lại đâu nha. Rồi được rồi, lấy đồ đi. Trời, lên ghế ngồi, lộn, lên giường ngồi đi, mệt quá. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên giường mình ngồi nè. Đó, ngồi một cái. Đu 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 đu, xong rồi các bạn ơi. Nhìn mình có giống hi ha ram không các bạn? Chứ mình nhìn là mình thấy mình giống được 90% rồi đó hi ha. Bây giờ chỉ cần 10% thôi là hợp lý rồi. Hi ha ram á là nó có gắn cái len, không phải cái con mắt bên phải của nó là có cái gì á, nhưng mà tôi không có được, hay là mình gắn len? Thì đó, đang đeo vậy nè, ông thấy ok không? Cái này là mình vẽ thôi, ý là cái tròng mắt kìa. Vậy giờ mình làm sao? Hey, nếu có cái đó hay nữa thì siêu hoàn hảo luôn đó. Thôi không có thì thôi, mình cứ chơi như vậy đi, chơi kiểu bình thường đi. Ok, giờ ông dẫn tôi qua thế giới của Hi Ha Ram đi. Đây 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 đây, vũ trụ đó hơi nguy hiểm xíu đó, là có gì thì bà tự lo liệu nha, tôi không biết đâu à. Gì mà tự lo liệu vậy chứ, bạn bè nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ. Dù gì tôi cũng là người yêu của ông thì phải hơn bạn bè, thì ông phải giúp câu đỡ tôi bạn bè chứ. Câu trước bạn bè, câu sau người yêu hả? Đúng rồi. Thật sự á, thôi lẹ lẹ là đây nè, đây nè. Trời ơi, tôi nhận cái tay ra vậy, ông lớn thiệt á. Trời ơi, thành phố đi qua thế giới này luôn. Không phải đơn giản đâu, nên là tốt nhất đừng có cà nhoi nha. Dạ dạ dạ, tôi biết rồi. Được rồi, đi. Dạ tôi biết rồi, ba hi ha ơi, ba hi ha đừng nói vậy nữa mà. Ai 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 ai, đừng kêu tôi là ba hi ha nữa, bởi vì qua đây là có hi ha ram. Thì tôi biết rồi, cũng là hi ha nên tôi kêu là ba đó. Trời ơi, hi ha ram nguy hiểm lắm nha bà nội ơi, mà bà cứ cà nhai đi. Dạ. Là tôi với bà chết không chừng đó. Nếu mà con hi ha ram thì sẽ ghét thì tất cả hi ha âu đúng không? Hi ha ram á là nó chỉ muốn dụ, nó muốn cướp hết tất cả sức mạnh của người khác, nó không phải ghét luôn, nó chỉ muốn giết hết tất cả vũ trụ nào luôn, tất cả vũ trụ nào luôn trừ vũ trụ của chúng ta thôi. Giùm mì à? Vậy thì tốt rồi, được rồi, chúng ta đi thôi. Đi đi đâu? Đi hướng nào không biết luôn. Nhà của hi ha ram đâu không biết, ông dẫn tôi qua bên rồi anh đi. Trời ơi, tôi đi qua này có một lần à, bây giờ kêu tôi qua đâu nữa thì tâm nội tôi cũng nhớ được. Nhưng mà tôi nhớ lần trước mà cũng đi với tôi mà. Mà tôi quên đường hả? Vậy ông chỉ tôi đi. Trời ơi, giờ tôi biết tôi chết liền luôn á. Đi đại đi. Ui, Không được. Ai kêu mình vậy ta? Tưởng nhóm đâu đây? Mà sao con biết tên chú vậy? Dạ, ông chào chú. Con chính là con của Hi Ha Bram. Cái vậy? Con của anh Hi Ha hả? Dạ, đúng rồi. Mà chú là chú Hà Chi đúng không? Đúng rồi. Ủa, không lẽ con của anh Hi Ha thiệt ta? Sao nó biết được tên mình vậy? Dạ, chú Hà Chi là cái chú mà rất là chuyên gia nuôi cáo nè, rất là hiểu biết về cáo đúng không?
Ủa sao mày biết hay vậy? Trời ơi trời ơi, hỏi nhà nhà hư đâu đi chú ơi. Ơi chú ơi, chú dẫn con về nhà của ba con được không? Trời ơi, có chắc tiền là con của anh đi không vậy? Có lộn gì không vậy? Đẻ rồi, tại chú không biết á, ba con lén lúc đẻ với mẹ của con mà chú không biết á. Chứ ba con là ba con hay đẻ con gà lắm đó nhờ. À vậy thôi đi theo chú nè. Đi. Ủa mà sao con của anh mà không biết nhà ở đâu? Trời ơi, con nhờ chú dẫn về nhà chứ con đâu phải con không biết nhà đâu. À dạ vậy. Con đi một mình á, thế giới này nguy hiểm lắm, lỡ mấy người mà ác động bắt cóc con thì sao, đúng không? Trời ơi, bắt cóc làm cái gì giờ, cha con là người đứng đầu nguyên cái chỗ này rồi, rất là nổi tiếng. Làm gì có nhà thằng ông chạm được dám chứ. Nhưng mà con cũng sợ chứ bộ, chú nghĩ đi, sợ lắm á. Thôi em bé mà, em bé nhỏ chiêu chiêu à. Thôi vậy cũng được, đi 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 đi. Trời ơi, cái gì mà đi nhanh quá vậy, dí heo cũng kịp luôn á. Nè, tới nhà nè con, đây chính là một trong những cái nhà của ba con đó. Wow, nhà chú tiết lộ không đúng có rồi. Bé cha con toàn là giấu con không à. Hôm nay con qua đây để tìm ba con, để cho ba con nhận lại con á. Chứ ba con thất lạc còn lâu lắm rồi. Thất lạc nữa. Ủa sao hay dữ vậy? Trời ơi, có gì à, mắc cười quá mấy bạn ơi, nha, giả làm cái cây. Nè, còn nhà này của là của ai biết không? Chú giới thiệu đi. Nhà của chú Dắt đó, bạn của ba con đó, chuyên chế tạo giáp luôn á. Trời ơi, chú để giáp mà nguyên cái nhà bằng lá cây luôn hả chú? Đúng rồi, sắp tới nè, đi đi đi. Dạ. Đây, tại cái tòa nhà trước mặt không con? Dạ. Rồi đó. Khu nhà của ba con công dụng to thiệt á chú. Cẩn thận nha. Bây giờ chúng ta đi qua nhà của Abraham phải cẩn thận. Nếu không lỡ có chuyện gì đó, tôi sẽ không được vô đâu, tôi không vô được. Ok, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Lẹ lẹ con làm gì vậy? Dạ, con đi ngắm hoa, ngắm cỏ chú. Con nhớ chú Dắt hồi nãy mà chú nói không? Chú đó đang làm việc ở đây này. Dắt ơi. Ủa, chị đi đâu qua đây vậy? Ôi, con nhóc lên ở đây. Sao cậu lại dẫn người ngoài ngào? Này là con của anh Hà. Nó mới nói tôi á, nó biết hết thông tin luôn. Nó biết hết thông tin tôi luôn, tôi mới dẫn nó tới á. Hà từ trước tới giờ làm gì nghe Hà có con bao giờ đâu? Trời ơi, chú nhìn con thử coi con có giống ba con không mà chú nói như vậy. Ba con đó không nhận con mà chú còn không tin con nữa hả chú Dắt? Chuyện này luôn sao? Tôi biết á, nhưng mà trời ơi, ông để ý nè, anh Hà đang lo mấy chuyện công việc á, còn mấy chuyện đó mấy chuyện đó ông biết mà đúng không? Không thể nói được ở đây. Đó, có khi anh lo công việc quá, anh không nhận, anh không quan tâm á, tới mấy đứa con mà anh sao? Có hả, chú nhìn con có giống ba con không? Chú nhìn đôi mắt nè, đôi mắt huyền bí này, trời ơi, quá là hợp lý rồi á chú ơi. À, chắc là vậy đó, nhưng mà hiện tại thì Hà không có ở đây, thì Hà đã có việc rồi. Vừa mới chiến đấu về luôn, ôi, đang bận đi bố về với bộ giáp của Hà rồi. Ủa, chiến đấu là chiến đấu gì mấy bạn? Hình như là mình nhớ rồi, chiến đấu chung với mấy gì Hà Trang đó mọi người, mà Hà Trang em đã gục xuống. Nhớ rồi. Giờ làm sao đây? Tự nhiên chắc con Hà vô đây thì tôi không biết tôi làm sao để. Cho con gặp ba con đi. Giờ cho con gặp ba con là hợp lý rồi đó chú. Thì tôi không biết. Trời ơi, nói chung là anh Hà đang nghỉ ngơi mà có lên chở nó lên không đây? Thì thôi, dẫn nó lên đi. Con là con mà không cho con lên sao mà được? Người ta gặp cha con mà. Vậy thì đi chú nè. Được rồi các bạn ơi, mình lên mình gặp được Hà Ram rồi. Liệu Hà Ram sẽ như thế nào khi mà thấy mình là con Hà Ram đúng không mấy bạn? Dâm mây, cẩn thận là chính. Cẩn thận thì Hà Ram nguy hiểm lắm. Biết rồi, tôi đi nè. Nhanh lên nè. Dạ. Ú, gặp ba con hả? Tới vô mấy chú. Rồi. Đi vào nó nhỏ này xíu. Nè, cha của con đang nghỉ dưỡng. Cũng như là bình phục, bất thương. Cho nên con vợ của con quý. Dạ, con biết rồi. À, có tiếng nhóc nói là con của anh nó tìm anh á. Con của anh. Xài à nhóc. Trời ơi sao mà ngầu dữ vậy mấy bạn ơi, công nhận ngầu ghê đúng không mấy bạn? Trời ơi từ đầu tới đích coi nhận ngầu thiệt chứ. Đâu ra mà hai đứa bay dẫn đứa nhóc này lên đây bảo là con anh vậy? Không biết đâu, đang làm việc thì tự nhiên Hachi dẫn nhóc này tới rồi kêu tôi dẫn lên đây nè. Em gặp nó ngoài đó phố đó, nó nói đó là con của anh, rồi nó nói nó biết chết tất cả cái thông tin luôn, rất là ít người biết luôn á. Ngoài phố. Dạ đúng rồi cha. Còn gì nữa cha, nhìn con đi, con giống cha lắm, con có đôi mặt huyền bí giống cha y chang luôn nè cha. Đâu ra cơ chứ? Tao đưa nhóc này nó lại giống ta đến như thế. Trời ơi, con là con của cha mà. Cha quên hả mấy chú ơi, cha con giận con kìa mấy chú. Mấy chú nói gì đi, con có giống cha con không nè, so sánh đi nè. Ăn ao một một. Cái này giống thiệt đó anh ơi. Con của ta thì không có lo chơi như vậy đâu, đưa ra ngoài hết đi. Ơi không, con không có lo chơi. Đi ra ngoài đi. Con chỉ muốn cha giận con thôi, cha ơi. Con còn làm được như vậy nữa nè cha. Nhưng mà ta hơi thắc mắc rằng là không biết từ đâu mà đứa nhóc này nó lại giống ta đến như thế đó. Ơi, con từ thế giới này con được sinh ra từ những bạn nghiên cứu chế tạo của cha. Thì tôi thấy giống vậy tôi mới nhắc lên chứ. Ông
có nghiên cứu gì khiến tạo ra thêm một đứa nhóc này từ gen của tôi không vậy? Dạ, tôi cũng có nghiên cứu rất nhiều thứ nhưng mà tôi không chú có Chú Giác không nghiên cứu đâu, chú Giác quên rồi đó, chú Giác ơi, chú có nghiên cứu con đó. Nếu như vậy đứa nhóc này được tạo nên bằng trí tuệ nhân tạo sao? Đúng rồi, tôi không biết mấy cái này đâu, đây đâu phải lĩnh vực của tôi. Ơi ơi, chú nghĩ sao chú nói vậy? Đó là công việc của ông đó nha. Tôi biết rồi, mà bây giờ nhóc này tính sao đây nha? Tạm thời cứ để ở đây để tôi coi thử sao, xem cha sao. Cha ơi cha, cha nhận con đi, cha đừng có nói những lời cay đắng mà. Con được sinh ra từ trí tạo nhân tệ. Mình phải sao vậy mấy bạn ơi? Thì nó đang cố gắng trà trộn vô đây để kiếm thông tin gì đó. Trời đâu có đâu, con không có trà trộn, con kiếm thông tin luôn á. Con là con thật sự luôn. Nè cha nhìn đi. Em cũng đi đây. Mà không phải thì hai cậu biết làm gì với nó rồi đó. Trời ơi mấy bạn ơi, nghe đáng sợ quá trời luôn. Giờ mình phải làm sao đây? Mình nghe thôi là mình đủ sợ rồi. Mà cha ơi, cha đang làm gì vậy cha? Ta đang dưỡng sức ở nơi này. Ồ, nơi này có thể dưỡng sức. Đây là phòng hồi sức của phát minh của Jack đó. Nơi này sẽ giúp cho hồi sức rất là nhanh. Nên là... Ủa bộ cha mới chiến đấu với mấy hi hao về hả cha? Hả? Hi hao? Sao con biết được nơi đó? Tại vì con là con của cha, con được cái tạo từ trí tuệ nhân tạo của cha. Nên là con biết được những thông tin đó. Con là con ghét mấy hi hao lắm luôn á. Con muốn là cha tiêu diệt hết những người đó. Trời, mình phải xạo vậy đó mấy bạn, chứ tôi là tôi không có cái khi hà ông nha mấy bạn. Ta cũng chẳng ghét gì bọn chúng đâu, nhưng mà đó là lý tưởng của ta phải làm như thế. Nên rằng là rất tiếc khi một thằng nào đó trong đám tụi nó phải nằm xuống. Ồ, cha đang nói hi hà nai mẹ đúng không cha? Cha đã giết được hi hà nai mẹ. Trời ơi, cha thật là đúng là đứng sáng tạo, đứng nhân tạo. Trời ơi, cha là một người tuyệt vời nhất trên thế giới. Cái đó chẳng có gì mà phải khoe hết. Trận đó ta đã thua rồi, bọn chúng mạnh lắm, không phải đùa đâu. Nhưng mà con sẽ luôn thôi được rồi, bây giờ thì đi dạo một xíu đã. Rồi. Đi thôi cha ơi. Ui ơi, cha dẫn con đi đâu chơi vậy cha? Ở thế giới này con mới biết lần đầu luôn á. Ở đằng kia có phải là tượng của cha không vậy cha? Con nhìn thấy có cái tượng màu hồng kìa. Đúng vậy, đó là tượng của ta đó. Ok. Ủa? Ai vậy? Ủa Hi-ya, đi đâu đó? Hello. Ủa nhưng mà đây là ai vậy? Gì đâu ngỡ ngàng ngơ ngác vậy? Đây chính là con của tao đó. Dẫn là mình là con vậy? Mấy bạn ơi. Con thành mày hả? Tôi đã thành công được biết rồi đó. Hình như con hồi nào vậy? Đây là do trí tạo nhân tệ gì của Jack đó. Gì ghê vậy, trí tạo nhân tuệ. Nhưng mà nhìn dễ thương ha. Tên gì vậy? Dạ con tên. Chết bà, mình chưa nghĩ tên mấy bạn ơi. Con tên là Minram. Ờ ok, chào Minram nha. Dạ. Tính ra anh tính đang đi chơi bóng rổ nè. Em có muốn chơi chung với anh không? Con cảm ơn chú tu già nha. Không gọi rủ nó luôn, chơi bóng rổ luôn. Trời ơi vui lắm đi nha Brian. Không. Không. À ờ vậy thôi, hôm nào rảnh thì chơi sao hen. Dạ dạ dạ, ông chào chú. Con cứ giữ trái bóng rổ của ta đi, bye bye. Qua nữa Toga. Hả, cái gì? Qua đây. Ủa, có chuyện gì vậy? Cái gì vậy mấy bạn? Muốn nói chuyện riêng không cho mình nghe, để mình kéo lên mình nghe mới được. Chuyện Huy Núp lần trước ta đã xử lý nó. Bây giờ thì mày cố gắng đi xử lý cái chuyện đó đi hết đi nha. Ok biết rồi, đã biết rồi, để ta cho. Đấy ok, bye bye. Cái việc mà Huy Núp chết đó mấy bạn. Được rồi, đi chỗ khác nào, nhanh lên, nhanh lên. Ôi ôi, con là con của bà sướng ghê. Còn được chú tu gà tặng quà nữa ba. Nơi đây ai mà chẳng nể ta chứ. Cha đúng là một người cha tuyệt vời. Con thật là hạnh phúc khi có một người cha như cha luôn á cha ơi. Đúng không các bạn? Công nhận cha này ai cũng nể là chúng đâu. Ta phải không tuyệt vời. Công nhận người đàn ông lạnh lùng đây. Mấy bạn có thấy gì ra lạnh lùng boy không? Có thì comment bên dưới cho tôi biết với nha. Ủa mà trời ơi chị dẫn em đi đâu vậy chị Nabi? Trời ơi dẫn đi chơi còn gì nữa đòi hỏi quá. Trời ơi chơi cái gì vậy? Ủa đang làm việc. Ủa có chuyện gì trông nhìn tôi hơn nhìn thấy tà vậy? Có gì đâu. Ủa này là ai vậy anh Hi-ya Ram? Con của tôi con đó. Con xin tự giới thiệu, con chính là con của Hi-ya Ram. Con tên là Min Ram. Ram sao? Hi-ya. Ủa? Hi-ya Ram có con rồi đó, anh có con nào vậy em không biết luôn á. Ủa? Thì biết đó là con tao là được rồi con mày. Con là được sinh ra từ trí tuệ nhân tạo. Biết rồi. Nhóc này dễ thương quá à. Thấy như xỉu luôn. Con chào cô Nabi nha. Con chào chú Sầu Riêng. Con sao biết tên này? Ơi chào con nha. Nhưng mà nhìn trời ơi, con là con của Hi-ya Ram nên là con biết hết tất cả mọi thứ ở nơi đây. Nha. Thôi. Tối nè. Sao? Đây. Có chuyện gì vậy mấy bạn ơi? Chắc tới nói gì với Hi-ya Ram vậy ta? Thôi, biết rồi. Biết ngay mà. Thôi đi đi. Ok. Làm gì làm đi. Thôi được rồi, đi rồi con trai. Dạ. Bye bye con nha. Tạm biệt nha. Dạ bye bye cô chú. Mấy bạn ơi, trời ơi, cha mình dẫn mình đi đâu đây ta? Đi đâu đây ta? Đi đến một nơi này khá là hay đó. Trời ơi các bạn ơi, đi thôi các bạn ơi. Mình đã được cha mình dẫn đi rồi. Thì mình phải đi tới cái nơi mà cha mình nói hay mới được. Được rồi, đây là thứ mà ta muốn cho con coi. Nó sẽ thứ gì vậy lắm đây. Các bạn ơi, mình thắc mắc quá. Thì cha mình cười giống cười gian ngát quá vậy mấy bạn. Mình nghĩ là có vụ gì đó đang xảy ra đó mấy bạn ơi. Cái tên này là một tên chết tiệt. Ta đã bắt được đấy. Hả? Bắt được một tên chết tiệt là ai vậy mấy bạn?
không biết hết tất cả mà đúng không? Oh no, trời ơi, có gì đâu các bạn ơi, có gì đâu mà con phải lo sợ đến thế, hắn ta là kẻ thù của ta mà. Hi-ha, anh ta ngầu như vậy, sức mạnh như vậy mà còn bị bắt bởi Hi-ha mà ra nữa các bạn ơi. Nhóc, dạ ngươi là ai? Con là con của cha chứ con là ai, cha nghĩ đi, con là con của cha được sinh ra từ trí tuệ nhân tạo mà. Ngươi có muốn là chảnh chung với thằng kia? Dạ không, con xin lỗi cha con. Con tôi xin lỗi Hi-ha mà ra. Ta biết ngay mà. Vậy bây giờ thôi cho tôi đi về nha. Tôi không có cố ý phá hay là biết cái gì về mấy về cái gì đây. Ta đã biết cô từ ngay ban đầu rồi. Chỉ là do ta vẫn cố diễn cho cô hết tất cả mọi thứ để cô thấy được rằng là ai muốn chống đối bọn tôi thì tôi vẫn tiếp, không có sợ bất kỳ ai đâu. Hi-ha Alpha này là một kẻ dám xâm nhập qua đây để tìm hiểu thông tin về ta hả? Hắn đã bị ta dùng sức mạnh của Hi-ha Nightmare đã cướp được, sau đó ngập tràn trong áo mộng. Bây giờ hắn ta cũng chẳng biết điều gì đâu. Chết rồi mấy bạn ơi. Giờ tôi biết rồi, tôi đi về nha. Mình phải báo thông tin liền gấp cho Hi-ha mấy bạn ơi. Trời ơi, Hi-ha Ram đã bắt được Hi-ha Alpha rồi. Thôi tôi tạm biệt, tôi đi về.